Rồi, bổ sung những dữ liệu còn thiếu trong bảng. Rồi, chúng ta có một cái bảng, đây là bốn nguyên tố kèm theo ký hiệu. Rồi sau đó chúng ta có được cái giá trị của B proton, đây B chính là proton này, hay là neutron ha, hay là số khối hoặc là các electron. Đấy, nói chung thì nó ghi hết trơn rồi, thì nó kêu chúng ta điền vào những cái ô trống. Đây là những cái ô trống mà đề yêu cầu chúng ta điền vào những thứ này. Thì về mặt nguyên tắc á, thì mình luôn lưu ý một điều ha. Ở đây chúng ta có mấu chốt chính là các số proton tương ứng của tụi này. Thì mình sẽ bắt đầu có tìm sự liên hệ. Số khối, mấy con nhớ giùm nhé, số khối sẽ bằng số proton cộng số neutron thì sẽ ra được số khối, tức là B cộng N sẽ bằng A. Ok ha, B cộng với N sẽ bằng A. A chính là số khối. A chính là số khối. Rồi trong trường hợp này thì lúc này cũng có luôn là, xin lỗi, E sẽ bằng với B. Được ha, E sẽ bằng với B, tức là số proton bằng số electron. Dữ này mình có nè, 2 cộng 2 lúc này sẽ bằng 4, thấy chưa? Rồi tương tự 3 cộng 4 bằng 7 nè. Rồi 7 cộng với cái gì đó thì bằng 14. Thì rõ ràng mình cũng thể biết được cái gì đó. Cái gì đó đây chính là 7 thôi. Này mình nhẩm ra lấy máy tính bấm. Rồi 8 cộng 8 thì lúc này sẽ bằng 16. Đấy, rất là easy ha. Rồi khúc này á, B bằng E. Đúng không? Đây, vì khúc chỗ này, vì cái chỗ còn lại của chúng ta lúc này á, B thì bằng với E thôi. 3 này thấy chưa? Vậy này chắc ăn cũng là 3 luôn. 3 đó cho. Rồi vậy thôi, cái bảng này đã kết thúc. Nói chung là rất là đơn giản. Rồi chúng ta điền những thứ này vào. Lưu ý là những cái dấu cộng, dấu bằng thầy có ghi ra đấy, thì bản chất là ghi cho chúng ta xem thôi. Chứ bản chất lúc mình điền vô bảng thì mình chỉ ghi những con số quan trọng vào. Rồi vậy thôi ha, mình cũng bình định để mình ghi các con số tương ứng. Rồi ok, kết thúc ở đây.